là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Mặt trăng được hình thành do sự va chạm của hành tinh Theia với trái đất. Nhưng theo thời gian, mặt trăng đang dịch chuyển ra xa khỏi hành tinh của chúng ta. Theo các nhà khoa học, thì mặt trăng đang dịch chuyển với vận tốc 3,8cm mỗi năm. Như thế là trong vòng 10 năm qua, mặt trăng đã đi được với khoảng cách 380m. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu vì sao mặt trăng ngày càng xa trái đất. Không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy mặt trăng từng thoát khỏi sự ảnh hưởng từ trái đất. Thậm chí, ngay cả khi mặt đất bị mặt trời phá hủy một phần lớn, thì phải rất lâu sau quỹ đạo của mặt trăng mới thay đổi được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hiện nay mặt trăng đang di chuyển xa trái đất với tốc độ 4cm mỗi năm. Sau 50 tỷ năm nữa, mặt trăng sẽ có quỹ đạo quay quanh trái đất ở mức cực đại. Khi đó, mỗi tháng sẽ có 47 ngày thay vì 30 ngày như bây giờ. Đồng thời, thời gian tự quay quanh trục của trái đất cũng là 47 ngày, nên sẽ xảy ra hiện tượng một phía của địa cầu sẽ luôn thấy mặt trăng, còn phía kia thì không. Nói theo cách khác, từ góc nhìn của con người thì mặt trăng sẽ ngừng chuyển động, sẽ không còn hiện tượng thủy triều, mực nước lên xuống do mặt trăng gây ra, thay vào đó mặt trời sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Sau khi xoay quanh trái đất với quỹ đạo cực đại, hiệu ứng sẽ đổi chiều và mặt trăng dần dần bay trở lại gần trái đất hơn. Đến một lúc nào đó, chính mặt trăng sẽ bị xé nát do lực hấp dẫn từ trái đất, chỉ còn lại một đám mây bụi hình tròn bay quanh trái đất. Tuy nhiên, sẽ có nhiều biến cố xảy ra trong vòng 50 tỷ năm đó. Ví dụ như mặt trời sẽ phình to khổng lồ, nuốt chửng cả trái đất và mặt trăng, hoặc có sự kiện nào khác xảy ra trước khi mặt trời và trái đất đạt được sự đồng bộ 47 ngày như đã nói ở trên. Quỹ đạo quay quanh trái đất của mặt trăng là 27,32 ngày và khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng là 384.000 km. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mặt trăng đang dịch chuyển với vận tốc 3,8cm một năm, cách xa khỏi trái đất. Con số này khá nhỏ nên chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường. Nếu như con người đi bộ từ trái đất đến mặt trăng thì phải mất khoảng thời gian là 9 năm. Nếu như đi phi thuyền vũ trụ thì mỗi lần đi về từ trái đất đến mặt trăng phải mất hơn 7 ngày. Một câu hỏi đặt ra là vì sao mặt trăng lại dịch chuyển đi xa khỏi trái đất? Lý do là vì mặt trăng tự quay quanh trái đất, song lại bị khóa thủy triều với hành tinh của chúng ta. Do đó, chu kỳ quỹ đạo của mặt trăng trùng với chu kỳ tự quay của nó, nên mặt trăng luôn hướng về phía trái đất. Do mặt trăng và trái đất có lực hấp dẫn nhau nên cả hai bị phồng lên ở phần hướng về nhau. Trong khi đó, trái đất có chu kỳ tự quay ngắn hơn của mặt trăng nên chỗ phồng do mặt trăng gây ra trên bề mặt trái đất liên tục di chuyển. Từ đó khiến trái đất quay nhanh hơn so với chuyển động quỹ đạo của mặt trăng. Lực hấp dẫn của mặt trăng lại kéo trái đất quay chậm lại làm năng lượng quay giảm. Năng lượng này lại được chuyển hóa trực tiếp qua khiến mặt trăng quay nhanh hơn. Điều này khiến mặt trăng tự dịch chuyển ra xa hơn theo dự định gia tốc. Với tốc độ này thì trong 10.000 năm qua, mặt trăng đã đi xa khỏi trái đất được 380m. Và như vậy thì mất khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trăng mới đi được 200.000 km. Dù thế, khi đó mặt trăng vẫn sẽ ở trong quỹ đạo của trái đất với một chu kỳ khác hơn bây giờ. 5 tỷ năm nữa cũng là thời điểm mặt trời đi vào giai đoạn phồng to lớp vỏ và trở thành ngôi sao khổng lồ đỏ, to lớn tới mức nghiền nát sao Kim, sao Thủy và cả trái đất lẫn mặt trăng. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất trái đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Khoảng cách trung bình tính từ tâm trái đất đến mặt trăng lớn khoảng 30 lần đường kính trái đất. Đường kính mặt trăng bằng 27% đường kính trái đất. Khối lượng mặt trăng khoảng bằng 2% khối lượng trái đất và lực hấp dẫn tại bề mặt mặt trăng bằng 17% lực hấp dẫn trên bề mặt trái đất. Các biến đổi định kỳ trong hình học của hệ trái đất, mặt trăng, mặt trời là nguyên nhân gây ra các pha mặt trăng lặp lại mỗi chu kỳ giao hội 29,53 ngày. Mặt trăng là vệ tinh quay quanh trái đất không phát nhiệt cũng không phát sáng, là một thiên thể đầu tiên ngoài trái đất mà con người đặt chân tới. Năm 1959 là một năm mang tính lịch sử trong công cuộc khám phá mặt trăng của con người. Mở đầu bằng chuyến bay của vệ tinh nhân tạo Luna 1 liên quan đến phạm vi của mặt trăng. Tiếp theo là Luna 2 rơi xuống bề mặt của mặt trăng và Luna 3 cung cấp ảnh mặt sau của mặt trăng. Năm 1966, Luna 9 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh thành công và Luna 10 là tàu vũ trụ không người lái đầu tiên bay quanh mặt trăng. Hiện nay, các miệng hố đen ở vùng cực nam của mặt trăng là nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời. Cho đến nay, chương trình Apollo của Hoa Kỳ đã thực hiện được những cuộc đổ bộ duy nhất của con người xuống mặt trăng.
tổng cộng gồm 6 lần hạ cánh trong giai đoạn từ 1969 tới 1972. Năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong chuyến bay Apollo 11. Việc thám hiểm mặt trăng của loài người đã ngừng lại với sự chấm dứt của chương trình Apollo, dù nhiều quốc gia đã thông báo các kế hoạch đưa người hay tàu vũ trụ robot tới mặt trăng. Mặt trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ, có nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về trái đất ở tất cả mọi thời điểm. Buổi đầu mới hình thành, mặt trăng quay chậm dần và bị khóa ở vị trí hiện tại vì những hiệu ứng ma sát xuất hiện cùng hiện tượng biến dạng thủy triều do trái đất gây ra. Từ rất lâu, khi mặt trăng còn quay nhanh hơn hiện tại rất nhiều, bướu thủy triều của nó chạy trước đường nối trái đất mặt trăng bởi nó không thể nào xẹp bướu đủ nhanh để giữ bướu này luôn ở trên đường thẳng đó. Lực quay khiến bướu luôn vượt quá đường nối này. Hiện tượng này gây ra moment xoắn, làm giảm tốc độ quay của mặt trăng, như một lực vặn siết chặt đai ốc. Khi tốc độ quay của mặt trăng giảm xuống đủ để cân bằng với tốc độ quỹ đạo của nó, khi ấy bướu luôn hướng về phía trái đất. Bướu nằm trên đường thẳng nối trái đất mặt trăng và lực xoắn biến mất. Điều này giải thích tại sao mặt trăng quay với tốc độ bằng tốc độ quỹ đạo và chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một phía của mặt trăng. 3 ngày trên mặt trăng, nhiệt độ trung bình là 107 độ C, còn ban đêm nhiệt độ là -153 độ C. Video vừa rồi cũng đã cung cấp cho các bạn những thông tin thú vị về vì sao mặt trăng lại ngày càng đi xa trái đất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.